nay mình qua nhà chị ba mình nhá. Đây là thằng cháu mình nhá. Cháu mình nó bị thần kinh nhá. Hôm nay mình qua nhà chị rồi, nó thì rất là yêu thích nghe nhạc của Sơn Tùng lắm. Mình sẽ làm clip này thì biểu thằng cháu này hát nhá. Hát bài của Sơn Tùng nhá. Tùng. Chào mọi người đấy. Chào mọi người. Này cả. Này, chào mọi người. Chào mọi người. Chào. Mình hát bài gì? Miệt quá u. Cái gì? Bài gì? Bài gì? Ngày hôm qua, Tùng. Em của ngày hôm qua hả? Ngày hôm qua. Rồi mình sẽ quay cháu mình hát bài Sơn Tùng của em của ngày hôm qua à. Nha. Rồi mình đi bấm bên kia nha. Mình cả. Mới chừng em nên nằm nên mày đồ to mà. Mình lại ở đây. Anh mình quên mình kia cảm ơn mờ để anh bay về mừng ăn nữa mặt ngày xưa đó đâu gần là em nhưng mà mai rồi nuôi lưng quên hết đi à mày chẳng bên cơn dài rồi em đã bung thì mình chẳng mơ đã bung thì chẳng mơ được hôm nào là em qua ngày hôm qua là em qua ngày hôm qua là em tìm người đây để xoay để khi đưa mùi ăn trời mừng trời mừng trời về nâng dạ cảm ơn thà em về đi bên em mắt mắt lại anh đi không nói em hỏi người em hỏi người nụ hoa như cứ hoa vàng nụ hoa năm qua tuyệt vời anh mới đi nâng mơ mặt ngày xưa đã đôi còn là em mình rồi anh mới lưng quên hết đi à. Người trong bên cơn trà trôi em đã bốc thì mình chọc mơ đã bốc thì chọc mơ đời hôm nào em qua ngày hôm qua là em qua ngày hôm qua là em quên người này đây để cho anh được ghi được mang tiếng cười mình được suốt vui say già xung quanh thì còn nói em cái nói đâu anh ghé đi mắt vuông mình em về mình về mình về mình mất đi người cứ vội vàng người cứ vội vàng là em quên ngày hôm qua người xa rồi anh đã xa rồi là em quên ngày hôm qua là em quên ngày hôm qua là em bên người này đây người soi được kỳ đồ là em quên ngày hôm qua là em quên ngày hôm qua là em quên ngày nay đây là em bên này ra đây để soi được kỳ đồ có hả? Có. Vỗ tay. Rồi mọi người nhà thấy cháu mình hát hay không? Đó, nãy mới mặc lại quần nè, nãy quần đã bị rách rồi nha. Đó mọi người, cháu mình là mấy tuổi hay cháu mấy tuổi hả? 9 tuổi. 2002 mà. 2002. Đúng là 18 tuổi nha. 18 tuổi. Cháu mình bị thần kinh thì từ nhỏ rồi. Từ lúc còn hình như có 10 tuổi hay mười mấy tuổi vậy đó. Là cứ 8 tuổi rồi nó cũng nghi rồi, thấy nghi rồi. Đi chị thì đi khắp nơi đâu đó này mà không được nha mọi người nha. Đấy thấy thương rồi, nhìn đẹp trai không? Đấy đẹp trai đẹp mình đấy. Trời. Lúc đó học lớp 1, lớp 2 thì toàn dễ khen không nha. Cũng học giỏi lắm, hồi xưa học giỏi lắm nha. Đấy bữa nay thì càng
càng khác nữa, lại giống như là bữa nay không biết đi làm luôn á, ở nhà không cần ở nhà không à, đi làm này cái tay này đấy, cái cặp như này đấy mọi người nhá. Đó, mọi người thấy thương thì hãy cho một like và một đăng ký kênh của mình nhá, và chia sẻ cho mọi người cùng biết luôn nhá. Rồi và mai mốt mình sẽ làm một clip nữa nhá. Clip hát bài gì nữa? Em tung không bài khác này, bài cân này, bài cân bài cái dân năng qua u. Ừ, năng âm sai dân này. Bài dân năng âm sai dân rồi dân rồi không bài khác cái chứ bài năng âm sai dân này, đúng rồi này. Năng âm sai dân nhá. Này 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 không biết biết nói gì đúng nha. Qua u. Rồi mọi người nhá, rồi mình sẽ dừng lại clip ở đây thôi nha mọi người nhá. Một lần đó thì nếu mọi người thương trả mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh của mình nhá. Rồi cảm ơn mọi người nhá, bye bye nhá. Bye bye, bye cảm ơn. Bye cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Mọi người. Rồi thôi nhá.